hai trong nhà tao, hai chúng em có tụ tập đấu chổi với nhau tại sân vận động. Qua hành vi đó tụi em thấy vậy là sai, nên chúng em có kinh nghiệm hành vi đó thấy vậy là sai, chúng em không có lường trước tới sự việc nó lớn như vậy. Chúng em có kinh nghiệm từ về sau sẽ không tái phạm nữa.